khi mà bạn quyết định điều đó có cái gì làm cho bạn cảm thấy khó khăn, khó xử, hay là về phía gia đình bạn có hỏi qua ý kiến gia đình chưa? Thì cũng có một vấn đề là tại vì em là con một nên ba mẹ rất là lo, không biết là đi lên Sài Gòn làm cái gì. Lúc nào cũng cho đi. Hoàn toàn phản đối. Em mới nói dối cha mẹ là em lên em làm manager cho Khánh Chi. Sau rồi em phải lên mạng em search hình Khánh Chi cho ba mẹ xem rồi ba mẹ mới đồng ý đi lên. Lúc đầu là chỉ nói là đi lên để làm manager cho Khánh Chi thôi, lúc đó chưa báo là yêu nhau. Nhưng mà anh Ken vẫn hứa với Khánh Chi là đến với yêu là cưới chấp nhận rồi. Đó chứ coi như hứa đại đó. Đến lúc nào gia đình mới biết? 4-5 tháng sau nhà mới biết. 4 tháng sau thì là ba mẹ mới đi lên đây đi ăn gặp Khánh Chi. Hẹn mới thấy hai đứa quan tâm lại ông bà nghi từ nghi đó. Tại vì lúc mà đi ăn thì rất là quan tâm, không đặc biệt, không có giống như là một người manager với một người ca sĩ mà kiểu như quan tâm rất là đặc biệt đó. Nhưng mà lúc ở dưới quê bạn là bạn làm cái công việc gì mà bạn lên đây để làm? Em cũng làm manager luôn. À rồi sao nữa? Rồi cứ truy hỏi gì không? Mới là hỏi thì hai đứa thì cũng bây giờ thì chắc là nghĩ ba mẹ cũng biết rồi thì nói thiệt thôi. Phản ứng lúc của ba mẹ như thế nào? Được một cái là ba mẹ em không có khó khăn như những gia đình khác, quan trọng là con mình có hạnh phúc hay không thôi. Bố mẹ cũng có nói là cái vấn đề tình yêu là bố mẹ không có ngăn cản bất cứ anh Ken quen ai, nếu như quen ai gia đình đàng hoàng và có tình yêu thực sự và đem đến cho hạnh phúc của Ken thì bố mẹ đồng ý. Khi mà Khánh Chi gặp mẹ anh Ken lần đầu tiên mà lên Sài Gòn, thấy mẹ anh Ken nhìn rất là kỹ, tại vì thấy con mình từ xưa giờ chưa bao giờ đi đâu, đâu biết ông này từ xưa giờ đâu có đi đâu làm xa mấy tháng trời đâu, mà tại sao mà đòi đi làm xa. Mà chính vì mẹ cũng kể là tại vì do là biết Khánh Chi là một người ca sĩ đàng hoàng như vậy đâm ra thì mới cho anh Ken đi làm. Chứ lúc đó anh Ken xin đi làm thì cũng không, thì cho. Không chịu. Tại vì ở nhà anh Ken có nguyên một cái sân bóng lớn, thì thường thường là anh Ken quản lý cái sân bóng đó cho bố mẹ. Đó, đâm ra anh Ken đi là phải kiếm người khác thay vô cái vị trí đó. Phải trả lời Khánh Chi là cái vụ là có cưới hay không nữa. Áp lực rất nhiều. Thật sự là Khánh Chi đầu tiên đến với anh Ken là đã trao nguyên cái áp lực rất là lớn cho anh ấy. Rồi cái khúc mà mẹ bằng ấy rồi, soi từ trên xuống dưới đó rồi nhìn, phản ứng nhìn, như sao dễ sợ nhìn trên dưới một mình là bữa đó là Khánh Chi thường thường này thì cũng mặc đồ cũng thoải mái lắm, hôm đó là phải chọn một cái áo tay dài cổ kính vậy nè, đi thì thấy mẹ cứ nhìn mẹ nhìn và mẹ cười tủm tỉm. Mẹ mới nói một câu vậy thì Khánh Chi cảm nhận được là chắc mẹ biết Khánh Chi ông này xinh quá ha, xinh hơn trong hình mà hả, Ken có gì thì hả Khánh Chi cứ nhắn tin cho bác nghe, rồi có gì hả hai đứa rảnh thì về nhà thăm bác trai. Thì thấy cái vẻ mẹ nói chuyện rất là cởi mở, với lại như khi thấy hai người gấp đồ ăn gấp lại mẹ cười tủm tỉm thì Khánh Chi bắt gặp được cái nụ cười của mẹ. Thì Khánh Chi về Khánh Chi nói liền, anh ơi mẹ biết rồi, em chắc với anh là mẹ biết 70% là mẹ biết em với anh quen nhau, và cái cuộc mà mẹ đi lên hôm nay là để mẹ xác định em với anh là như nào. Rồi đúng như rằng thì mẹ sau đó vài ngày mẹ hỏi thẳng anh Ken. Lúc đó sao Ken, mẹ hỏi như thế nào? Lúc đầu em cũng chối quanh co rồi sau quá nghe Khánh Chi nói em nghĩ là chắc cũng biết rồi thì thôi, nói quạch tẹt ra luôn. Rồi mẹ mới kêu là mẹ hẹn hai đứa là tháng sau về thăm gia đình, thẳng như thăm ba luôn. Rồi trong cái thời gian mà một tháng đó để mẹ nói chuyện với ba. Rồi một tháng sau thì em về thăm, là lần đầu tiên về thăm hai đứa, về thăm ba mẹ luôn đó. Nãy giờ nghe kể thì mình trong đầu mình có một cái dấu hỏi như thế này. Mới gặp nhau thời gian quá ngắn, trong vòng có một tháng tình yêu nó chưa đủ. Thật sự nó chưa có những cái kỷ niệm, chưa có cái thăng trầm gì hết. Chưa biết rõ. Mà tại để quyết định tiến tới hôn nhân thì tự thấy là hơi nhanh. Vậy thì cái động lực gì, cái suy nghĩ gì trong bạn để bạn quyết định cái điều đó? Cái mục tiêu đầu tiên của em á là dễ thương và đẹp. Thứ hai nữa là Khánh Chi rất là dễ gần và rất là thương hiếu thảo. Tại vì trong cái bữa tiệc đó, anh đi ăn với mẹ đó, thì Khánh Chi gấp đồ ăn cho mẹ em rất là nhiều. Nên là em biết là Khánh Chi rất là thương ba mẹ. Từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? Hiện tại đến thời điểm này hơn một năm mấy rồi. Nhưng thật sự cái đám cưới là Khánh Chi là người quyết định cái tháng. Tại Khánh Chi là người là ca sĩ công chúng, Khánh Chi đi hát. Năm nay Khánh Chi nói là Khánh Chi muốn kết hôn vào cuối năm nay. Thì anh Ken về nói với gia đình đồng ý. Nói chung ra là Khánh Chi cũng thật sự ra là Khánh Chi rất là may mắn. Thứ nhất là cũng do cái tính của mình. Khi Khánh Chi ở bên Ken, anh Khánh Chi rất là quan tâm ba mẹ của anh Ken. Tại Khánh Chi nghĩ là ở đâu ra có anh Ken. Khánh Chi quen từ xưa giờ với ai cũng vậy, Khánh Chi rất là thương ba mẹ của người yêu của mình, rất là quan tâm. Những người lớn tuổi thì rất là thích con cháu quan tâm.
Vì vậy thì Khánh Chi lấy được cái lòng thương ba mẹ anh Ken. Và Khánh Chi hay thường nhắc anh Ken điện thoại hỏi thăm ba mẹ. Nhưng mà nãy giờ là mới nghe phía gia đình của Ken. Để còn phía gia đình của Chi thì... Gia đình của Chi thì lại dễ hơn Ken nữa. Tại vì ba mẹ Khánh Chi từ xưa giờ, lúc Khánh Chi chưa làm con gái thì ba mẹ Khánh Chi cũng đã dễ từ xưa là cũng đã biết Khánh Chi như vậy rồi, nên rất là đồng cảm với con mình. Và Khánh Chi chỉ cần yêu ai mà người đó yêu Khánh Chi thật lòng, đem đến hạnh phúc cho Khánh Chi, thì ba mẹ Khánh Chi rất mừng, sẵn sàng, rất là mừng. Nếu mà vấn đề khó khăn thì gia đình anh Ken không khó là thôi, chứ riêng gia đình Khánh Chi là không có một cái gì mà khó khăn hết. Vậy thì về phía gia đình là cũng đã thuận lợi. Nhưng mà riêng hai bạn thì trong suốt một năm mấy đó, quen nhau có cái biến cố gì xảy ra? Ai cũng đẹp trai đẹp gái, có ghen tuông, có cái gì đó xảy ra trong mối tình của hai người? Ghen tuông, sợ luôn đấy chị. Là ai ghen với ai? Ai ghen ai? Ghen sao? Rồi cụ thể vài chuyện sao dễ sợ đâu. Thì có cái hôm đó là em có một cái nhóm bạn là đi chơi chung với nhau. Cái là hôm đó thì có một người bạn gái mà bạn đó là bạn của bạn em trong nhóm, vô tình đi cái điện thoại của em có tin nhắn tới. Cái người đó chạy xe, bạn gái ngồi sau nhắn tin giùm. Nhắn cái gì? Anh... ta nhắn cái gì? Gần tới giờ rồi đi chưa? À, mà trong một nhóm đi chung mà bạn gái đó nhắn thôi. Mà ổng mà nói với mình á là ổng đi chơi với lại với bạn trai, không có nói có con gái. Thì tự nhiên vô tình tin nhắn một đứa con gái nhắn. Đồng hồ chứ đi chưa thôi mà. Đi chưa mà. Tại vì cái tin nhắn nó gì nè. Tôi lấy số lượng tôi điện ngược lại. Trời ơi, cái nết tôi. Là điện lại thì nghe bên kia alo là giọng con gái. Mình thấy tình nghi. Thí dụ con trai thì á là phải nhắn rõ ràng. Đi chưa vậy? Là sao con trai ơi, mày đi chưa? Sao mày chưa tới? Ví dụ vậy đúng không? Mà tự nhiên mình có một cái linh tính là ghi liền đúng không? Như là mình có cái linh tính, tự nhiên giờ bà yêu bà, ví dụ mà tự nhiên bà có cái gì đó mà cũng hay có linh tính mà ghi. Rồi rồi. Thì tôi nghĩ tôi nói ủa cái tin nhắn này sao tự nhiên em thấy lạ vậy? Thì á nhắn một số khác chứ không phải, nếu mà số có tên Tèo, tên Tuấn gì thì mình biết là con trai thì mình cũng không có sao. Thì tôi mới lấy cái số đó tôi gọi lại là alo, em nghe nè. Rồi. Rồi sao nữa? Sau đó. Giống bảo tội vậy đó. Bảo tội vậy đó. Lầm lộn. Không, nó tàn sao anh giói em. Thì ông này ông điện lại mở lo lớn cho cái thằng bạn trai kia nghe hết tất cả mọi chuyện là bé này là bồ của người kia. Ta chỉ bấm vô giùm thôi. Cái nết cô cũng dữ dằn quá, tôi biết trước giờ mà bớt lại cho ta sống chứ. Nhưng mà có khi nào em bên đây ngược, ngược lại bên đây không? Có chứ. Em thì không. Không có chứ. Ủa là mày phải chối chứ. Nhưng mà chị em con gái mình á thì ghen lại đó là ghen ra mặt lộn lên là nói ra liền chứ Khánh Chi không có để trong lòng được. Còn con trai người ta có ghen người ta cũng không chịu, người ta là ghen. Nhưng thật sự cái hành động đó là ghen. Ví dụ là vậy nè, Khánh Chi có mấy anh của Khánh Chi, anh Kích Nghĩa, anh Thân đó, anh nuôi nuôi á, anh nuôi quá. Thì nhiều khi mấy ảnh thì rất là quý thương mình, là hay nắm tay vậy nè. Tôi biết mà. Ôm nữa. Ôm mà biết rồi. Mấy ổng thấy à, trời em gái mà cứ ôm mà nắm tay hoài thì cái mặt không được vui. Rồi cái kiểu cũng như thôi đi về, ví dụ như vậy là mình hiểu. Là khó chịu, thì khó chịu là ghen rồi, đúng không? Nhà có nói chuyện riêng không? Không, sinh hoạt nội bộ không? Không nói, nhưng chính là mấy mốt anh thấy là anh không thích cái anh đó đâu. Mà mốt chắc không đi chơi nữa là hiểu thôi. Là về nói liền. Rồi người ta rủ đi thêm đi karaoke thì ổng lúc đầu ổng chịu đi rồi, nhưng mà tự nhiên ổng thấy ổng cái nắm ra ngoài, trong đó không thôi đi về, giờ anh không đi nữa. Đi ra tới nơi xong đón xe, nói anh nói rồi nha, ổng có ra kịp cũng không đi đâu nha, anh nói trước là đi về nữa. Xe chưa kịp đến là bắt đứng núp sau cái cây. Sợ không chịu thấy. Hai đứa đứng như cái cây chờ xe. Là đi về. Đi về. Là nói chung cũng phải chịu ý theo đúng chứ không? Chứ xa chồng mình mà, thì bên kia làm ăn thôi. Thì đi về xong rồi nói thêm một câu nữa. Anh đó anh sai, vô anh kỳ quá. Mà mốt anh không cho em đi chơi, anh nói nữa. À, không biết Ken biết không? Tình sử cô này cũng dày lắm. Đó, thì có khi nào bạn ghen hay bạn phản ứng về cái những cái quá khứ của dạ. Chi không? Em thì em không có cái suy nghĩ là ghen về quá khứ, vì ai cũng có quá khứ của mình cả. Với đại lão chỉ là quá khứ đó. Gần đây Khánh Chi có viết một cuốn tự truyện là nói về tất cả những người yêu của Khánh Chi trước đây. Tất cả những chuyện bây giờ thật sự nó đang suôn sẻ. Sau này như thế nào thì mình không nói trước điều gì. Từ khi Khánh Chi đổi cái tên Lâm Khánh Chi, thật sự Khánh Chi thấy suôn sẻ trong tình yêu. Cái này là mình không tin là không được. Thì á, cái cuốn tự truyện
bắt đầu mình cũng sợ lắm, mình nói trời ơi làm kể từ đầu tới đuôi lại hết rồi ông này ông sao, rất là sợ. Nhưng mà tại vì cuốn từ chuyện này Khánh Chi ấp ủ 5 năm về trước, thì năm vừa rồi thì Sài Gòn Book mới điện thoại đích thân mời mình, thì Sài Gòn Book làm tất cả mọi thứ cho mình. Cái cuốn từ chuyện này mình không phải đầu tư một cái gì hết. Thì trong cuốn từ chuyện đó rất là nhiều nhân vật là dính với Khánh Chi. Anh Ken được một cái, anh Ken không bao giờ ghen qua quá khứ, không nói gì luôn, không ghen, cứ nói lại công việc. Ở trường người ta ngầm á nha, rồi mai mốt rồi người ta biết đúng không, cho đi nữa. Tôi hiểu không đó, thì anh không biết làm sao, nhưng mà đại khái là thấy là báo chí đăng những cái cuộc tình đó thì ảnh là không hỏi, anh nghĩ qua rồi anh không hỏi. Nhưng mà không biết sau này có cho mình gặp lại những cái người trước hay không thì mình không biết. Tại mình kể hết rồi. Có đọc không? Chưa đọc. Sao không đọc? Chưa đọc, nhưng mà báo chí lên đăng quá trời, nhưng mà cũng không có ghen. Có lẽ là không ghen với trước đây, nhưng sau một thời gian nữa không biết có ghen hay không thì mình không biết nha. Không hỏi thôi. Nhưng mà nếu mà lỡ một lúc nào đó mà cần phải có việc gặp lại người cũ thì cho đi gặp không? Em nghĩ là bình thường, tại vì đặc biệt hai đứa là đi đâu không bao giờ đi riêng, toàn là đi chung không. Hỏi luôn. Hiểu rồi. Nói chung là cho đi mình mới nói. Đi chung rồi thì mình đâu có sợ gì đâu anh. Thời gian dự tính cưới của hai bạn là lúc nào? 28 tháng 12 là sẽ là đón dâu về Vũng Tàu. Còn ngày 1 tháng 10 thì đàn gái sẽ tổ chức ở Sài Gòn. 10 tháng 1. Sao cái ngày cưới lộn hoài, hồi nãy ở trong sinh vô make up tôi hỏi cũng lộn ngày. Bây giờ ra đây hỏi do cái ngày cưới đổi tới đó lưa nhiều lần. Là do công việc với lại do chuẩn bị trang phục cưới. Nói chung đây là mình cũng lo rất là nhiều mọi thứ trong cái lễ hôn nhân này. Trong đây là mình muốn chuẩn bị cho nó kỹ. Năm ra là hay lộn ngày 1 tháng 10 với 10 tháng 1. Mà để chuẩn bị ngày cưới thì hai bạn có những khó khăn gì? Tại vì biết Chi là người rất là kỹ tính. Hồi 20 năm trước là đã kỹ rồi, 20 năm sau chắc còn kỹ dữ nữa. Thì có những gặp cái khó khăn gì cho cái đám cưới này? Hiện tại giờ nói chung nên làm đám cưới này là Khánh Chi làm bằng cả cái tấm lòng của mình. Tại vì Khánh Chi làm con gái nó đã khó khăn hơn những người con gái bình thường. Sinh ra đã là con gái rồi. Thì với cái hôn nhân của người con gái bình thường nó rất là đơn giản. Còn đối với Khánh Chi tìm được người bạn đời và để cho có một cha mẹ đi cưới hỏi đàng hoàng, đó là một chuyện rất là khó. Không phải ai cũng có thể làm được, mà Khánh Chi là một người rất là may mắn. Khánh Chi cảm thấy là Khánh Chi rất may mắn và rất là hạnh phúc khi Khánh Chi được ba mẹ chồng yêu thương và chấp nhận đi cưới hỏi mình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Đây là cái điều Khánh Chi rất là biết ơn cha mẹ ruột mình và cha mẹ của bên chồng. Vì vậy Khánh Chi muốn chuẩn bị cho nó chu đáo, thật là kỹ cái buổi hôn lễ của mình. Thì bây giờ mình cố gắng, mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu vậy thôi. Đám cưới Khánh Chi không quan trọng là phải hoành tráng hay là như thế nào. Khánh Chi chỉ thích những gì Khánh Chi có thể làm được trong cái sức của mình. Bây giờ dù làm mình đãi nhỏ đi nữa mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, vẫn Khánh Chi vẫn trân trọng. Chỉ cần những người thật sự thương yêu mình, đúng, những người thân tình. Khánh Chi chỉ mời 500 khách thôi. Đàn trai cũng mời 500 khách cũng nhỏ tàu. Đám cưới nhỏ lắm. 50 bạn. Đàn trai 500, đàn gái 500. Có ngàn hai bên là nhỏ thôi. Còn một vấn đề nữa, trước khi kết thúc câu chuyện, tại vì trong nghề nhưng mà đâu có dịp để nói chuyện. Thì nhân chương trình nói hỏi luôn. Bà hỏi đi. Hỏi đi phải không? Bà hỏi đi, tôi chờ bà hỏi đi, tôi nói đúng không? Cái vấn đề tuổi tác nó có ảnh hưởng gì đến tình yêu của hai bạn không? Tuổi tác thì thật sự ra là Khánh Chi cũng may mắn là Khánh Chi trẻ hơn trước tuổi. Chứ nếu như Khánh Chi mà đúng như cái tuổi thật sự thì có lẽ là sẽ ảnh hưởng. Thì nhìn với anh Ken nó cũng xứng nam. Nó cũng xứng nam. Chẳng lẽ nói không? Xứng không em? Xứng gì? Tại vì hai đứa ra đường em không có vấn đề, không cái vấn đề mà tuổi tác em cũng không quan trọng, tại vì thấy nó rất là bình thường, tại vì hai đứa nó cứ xem nhau à, đâu có thấy ai lớn tuổi hơn ai đâu, nên không quan trọng chuyện đó. Bạn nhỏ hơn Chi bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Anh Ken sinh năm 80, 85, Khánh Chi 77. Vậy thì đâu có nhiều đâu, tại vì có rất nhiều cặp đôi trên thế giới mà 20 mấy tuổi họ vẫn ở bên cạnh nhau được mà. Không, ngày xưa thì thật sự ra ngày xưa thì cái vấn đề tuổi tác người ta rất là quan trọng, nhưng thật sự bây giờ thì cái vấn đề tuổi tác nó không còn quan trọng nhiều nữa. Quan trọng đây là cái tính cách của con người và cái cách cư xử như thế nào để mình chiếm trọn cái trái tim của người đàn ông thì mình sẽ là người phụ nữ thắng. Còn một câu nữa cũng rất là tế nhị nhưng mà Tường cũng hỏi luôn, thì tại vì đã quyết định tới đám cưới mà Ken là hồi nãy là Chi giới thiệu là con trai một, thế thì gia đình bên Ken có đặt vấn đề hay có đúng rồi hay quá cô ơi, cô lành lắm. Thì đương nhiên phụ nữ nào cũng lấy chồng là phải sinh con, Khánh Chi lại không thứ sinh con được. Thì đây cũng là một điều các Tường nói là cũng đúng, đây là một cái điều rất là khó khăn. Cha mẹ của anh Ken có nói một câu như vậy mà Khánh Chi rất nước mắt. Ba mẹ có một người con trai, ba mẹ rất là thương anh Ken,
và cũng rất là thương con. Tại sao? Tại vì con sinh ra con làm con gái, con đánh đổi quá lớn. Nếu mà nhìn thật sự mà hiểu thì thấu hiểu thì con rất là tội nghiệp. Không chính lẽ nào mà bố mẹ không đồng ý để cho Ken cưới con. Quan trọng là hai đứa con yêu nhau hạnh phúc thôi. Còn vấn đề con không có con được thì bố mẹ cứ nghĩ là Ken lấy vợ một người con gái đó không thể sinh con được. Cũng có rất nhiều người con gái không có thể sinh con được. Thì mình nhận con về làm con nuôi. Bố mẹ miễn mong sao là con và Ken hạnh phúc là bố mẹ vui. Còn nếu như con với Ken yêu nhau mà sau này 5-10 năm sau mà gãy đổ thì bố mẹ rất là buồn. Ken thì sao? Có cái nào Ken nghĩ đến vấn đề đó mình có buồn không? Nó cũng không buồn đâu. Tại vì cũng có nhiều rất trường hợp là con ruột của bản thân mình đó không thương mình thì sao? Tưởng tượng mình là rơi vào trường hợp đó đi, mình đi xin con nuôi. Cũng có thể là bây giờ anh yêu em nhiều quá, anh là không nghĩ tới chuyện đó. Sau này. Nhưng mà sau này 5-10 năm nữa anh lại buồn. Thích thèm con á, thí dụ như vậy. Thiện quyết sao nha, thiện quyết sao nha. Bạn đã nghĩ tới cái tương lai, thí dụ như 5-10 năm nữa nó có cái trường hợp xấu xảy ra với thì, mình. Thì Khánh Chi đã nói rồi, anh Ken thích thì mình sẽ thụ thai nhân tạo. Mình làm cái cách nào để mà có được một đứa con mà ok nhất cho hai đứa thì Khánh Chi sẵn sàng. Giờ tôi hỏi một câu vô duyên nữa. Bà hỏi luôn câu vô duyên đi. Có khi nào mà bạn nghĩ rằng thí dụ như 5-10 năm nữa bạn ấy thay đổi và bỏ bạn không? Thì mình chịu thôi chứ dần sao từ. Nếu như mình yêu một người đàn ông nào đó mình không tin tưởng thì chắc chắn mình sẽ khó bao giờ có tình yêu trọn vẹn. Mình cứ tin, mình cứ trao chọn hết lòng mình đi. Nếu như sau này người ta có phụ mình nữa thì người hối hận sau này là người đàn ông đó chứ không phải là mình.